Thưa quý vị, mới đây, chuỗi sự kiện chào tân sinh viên Marketing Land là một trong những chương trình sôi động và quy mô lớn nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chương trình sẽ được tổ chức với mục đích giúp các bạn tân sinh viên kết nối và thỏa sức thể hiện bản thân. Tiếp nối thành công của 7 mùa trước, Marketing Land năm 2024 đã mang đến cho khóa 66 khoa Marketing nhiều hoạt động hấp dẫn với 3 chặng với quy mô hơn 1.000 người tham gia. Cùng với sự chuẩn bị đầu tư chuyên nghiệp đến từ ban tổ chức và khoa Marketing, chương trình đem lại sự bùng nổ, đột phá trong từng sự kiện. Năm nay, Marketing Land 2024 đã trở lại với chủ đề Marina, đêm gala tái hiện chặng hành trình đầy nhiệt huyết, nỗ lực của các đoàn thủy thủ hướng tới trái tim Marina đầy bí ẩn. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia.